Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review một cây khá lâu đời, và nhưng mà mình mới được nhận, đó là cây AK-47 này. AK-47 này UTB Gold. Mình sẽ test đam cây AK-47 thế nào. Thông cảm mình xài laptop bởi vì máy mình hơi lắc. Đây, 35 trên 105 viên. Cái bộ lắc quá vậy. Chứ mình có thể chắc nữa mình cứ năng. Ây da, mình chưa ấy nữa mà mình đã biến hình zoom rồi, xui quá. Trời ơi, lắc kìa mấy vị ơi. Mừng quá. Tưởng nó là chết chứ vũ khí cận chiến được chứ. Đâu mà bắn ghê vậy. Trời ơi. Tất cả. Có lẽ mình rất là gà. Cho mình cạo chúng đi. Ý. Rồi. Đầu hàng số phận đi. Bắn gì đâu mà lết không nổi. Kinh quá. Gì vậy? Mới ra mà còn có 200 máu lần sau. Nhảy nhanh thế bạn. Ủa sao phòng này còn có mấy bạn chơi vậy? Ít gì. Và đặc biệt cầu chúng Hero. Mình thích Hunter lắm, mà tơ mà gặp Hero là mình phái lắm. Rồi chưa kịp tới mình nó chết béo rồi. Hero đã không còn gì để sống. Mình thì mình không có biết poker nha mấy bạn. Mình chỉ mới chơi mấy tháng này thôi. Bởi vì mình không có gần, mình cũng đang tập mà thôi. Đấy, bạn thấy đam thế nào chưa? Hít sọt rồi đó mấy bạn. Chích thật là tuyệt vời. Một viên là 100. Đỉnh quá. Mà có lẽ sắp hết đạn rồi. Chạy thôi. Quăng. Một chặng mình chích không được 22 kill. Thế là tuyệt vời. Lại là Hero. Các bạn thấy nào. Chết mình rồi. Hai giọt máu, hai ca máu. Các bạn thấy đam như nào? Đam thật là kinh khủng.
Nhưng mà đây mình chỉ làm, mình làm nhiệm vụ theo ngà, nhiệm vụ thứ chứ. Ủa nhiệm vụ gì vậy? Nhiệm tức là nhiệm vụ on này nè mấy bạn. Xong cái mình mở hộp ra, mình được cái cây này một ngày mà mình mở hồi tối, bây giờ hồi sáng mình mất đi học rồi, giờ mình mới mở, mình mới test. Thông cảm với mấy bạn, mình có lẽ hơi gà. Phú hồn, tưởng đâu cái bên thôi à. Dân gì mà mấy bạn thấy nhắc liên tục và không có giật đúng không? Thật là tuyệt vời. Mà trong trong khi cái AK-47 thường thì mấy bạn bắn bắn sẽ nhảy lên rất cao. Giật gì giật lên gì. Đây. Đó. Đó mấy bạn thấy không? Thêm mình kinh nghiệm của mình thì mình chỉ bắn từng viên thôi chứ mình không có bắn vụ mà chế độ auto cho nó mệt. Khi chế độ gần đam rất kinh điển. Chúng ta cứ chết thôi. Đây. Các bạn thấy không? Hít sợ. Các bạn cứ nghĩ xuống chân nó là vui lắm. Oh, hit shot tiếp. Đã thì chứ. Ước gì mình được whip. Mình có whip là mình súng mình thì thật là nhiều. Hấp đã rồi. Buồn ghê. Hero đây. Lơ đi bạn ơi. Cho mi. Hai ba các bạn thêm thơm son vip ở đây. Lên đây nè mấy bạn, mình hết đạn rồi. Có lên leo mạng ăn đương thôi. Đã được nạp đạn thêm nhiều khối chính. Sư vã da, chết mình rồi. Ê hình vã. Hên quá. Anh VTC muôn năm. Cảm giác đứng đây thủ thật là tuyệt vời. À, mình chơi zombie mình chỉ biết thủ thôi chứ mình không có biết đi săn. Đỏ kìa, đỏ kìa. Đỏ kìa. Đỏ kìa. Lên không được, mời không nhảy lên không được, phải nên theo tiền trên bay thì chúng ta phải cầm cái lumen nhảy. thì là gà đi. Nhảy lên là đây thì rồi mình đã hy sinh. Thôi ơi bắn gà. Thôi nấp đi. Ý, bạn ấy đã bị đứng rồi. Bạn ấy thoát ra rồi. Có lẽ là phát hiện như dân hách. Nhiều bạn hách. Nhiều nít hách đó mấy người. Bây giờ nhìn phát hiện như dân hách. Dạ.
ngay. Cái gì mà bà Z đâu không vậy? Thì bà tội nghiệp quá đi. Thấy không? Mình nói có sai không các bạn? Phát hiện nghi vấn hách. Dạ. Sao nhảy lố quá vậy? Wins. Cuối cùng cũng cào được một bản. Được hai bản chứ. Và đây là một trận cuối. Cho mấy bạn cái miếng đây. Qua đây mình sẽ chơi cho những bạn nào mà biến thêm ba nào. Mu. Ủa đáng để mùa mà tại sao mà rắn thấy mình hay ghê rồi, kinh điển vậy. Tí xong nhảy không lên gì vậy. Thôi bài mấy bạn ơi, mình thật là xui quá đi và mình rất là gà. Trận cuối chơi hết mình đi, coi như là mình đưa kêu cho tất cả các bạn chơi. Và sau đây là chương trình kích tết. Ủa không kích tết hả? World Cup 2003. Đấy. Mình đã thấy mục tiêu. Ây da, đừng bắn nữa mà. Mình sợ lắm nè. Mình còn được 500 máu. Rồi. Mình đã công phá thành công. Thì bây giờ chỉ còn 3 bạn thôi. Còn 2 bạn. Một bạn ở đâu? 2 bạn đây hả? Đứng đây chờ đợi là hạnh phúc. Giết nó, giết đi. 3k rồi, trời ơi, cạo chúng 3k rồi. Bye bye mấy bạn. Rừng con chim biết ngủ xa xôi.